Nhà phân phối thiết bị điện Minh Motor xin kính chào quý khách. Đây là động cơ điện áp một pha mặt bích công suất 1,5 kW, 2 HP, tương đương với 2 ngựa. Thân vỏ làm từ hợp kim nhôm, dùng một tụ đề 300mi. Tốc độ motor điện 1400, 4 cực điện, tua chậm. Mã hàng GMIC100L2-4. Khoảng cách từ tâm trục xuống mặt đất là 100mm. Đường kính cốt trục của motor là 28mm. Đường cường độ dòng điện định mức là 7,8 đến 8,3 ampere. Hệ số bảo vệ bụi và nước IP54, cấp chịu nhiệt S, chế độ làm mát toàn phần, trọng lượng motor là 22 kg. Nguyên liệu tôn silic xanh cán nguội, dây đồng cách điện tức là dây e-may. Khoảng cách giữa hai tâm lỗ chân đế dọc trục là 140mm. Khoảng cách giữa hai tâm lỗ chân đế dọc ngang trục là 160mm. Tổng chiều dài thân motor là 425mm. Tổng chiều cao thân motor là 250mm. Với motor 2 ngựa hoặc 3 ngựa, đường kính mặt bích mặt mâm là 250mm. Với 1 ngựa thì đường kính là 200mm. Chân đế motor có thể tháo rời và lắp lại như sau.